Ok, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Liên Quân cho ra mắt skin 3S của hãng có tên là Phù Thủy Thời Không của Freezy nha mọi người. Đây là trang phục cực đẹp và cũng như là rất là nhiều các bạn anime mê mẩn về sự kiện này. Và mình sẽ chỉ một cách để các bạn kiếm nguy hoàn toàn miễn phí tham gia sự kiện vòng quay cũng như là lấy Phù Thủy Thời Không trang phục Freezy này. Ngay tại cái thời điểm mình làm video này, hiện tại mức phần thưởng của tựa game trên TikTok trao trả cho những ai làm video giới thiệu về tựa game có tên là Sky of Children hiện tại chỉ còn hơn 4.000 đô mọi người ơi. Cho nên mọi người nào mà xem được cái video này hãy mong mau chia sẻ và lưu ngay lại cái video này và gửi cho những bạn bè nào mà muốn kiếm nguy miễn phí vào ngay ID kênh của mình và cũng như là xem chi tiết cái nội dung video mình làm và để trên ngay kênh. Và các bạn sẽ hiểu được cái công thức và cũng như là cách thức để làm ra một cái video để các bạn kiếm được phần thưởng từ video TikTok nha mọi người. Vì những sự hạn chế trên YouTube cho nên mình không thể nào đưa nguyên cái bản gốc của video đó mình lên trên đây được, cho nên các bạn hãy thông cảm giúp mình. Sau khi làm video rồi, các bạn có thể là đăng lên và đợi nhà phát hành phần thưởng video đó chia sẻ doanh thu lượt xem. Các bạn chỉ cần kiếm đủ cho mình 1.000 lượt xem là các bạn sẽ được 1 đô và 10.000 lượt xem là tương đương 10 đô. Và ngay cả mình đây cũng đã được nhận được một xíu kha khá từ sự kiện này, cho nên các bạn hãy mau mau tham gia sự kiện này nha, càng nhanh càng tốt nha mọi người. Và nếu như các bạn thấy nội dung video mình hữu ích, đừng quên cho mình một like video này để giúp lan tỏa và lên xu hướng video này nhé các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn rất rất là nhiều.